Xin chào các bạn. Hôm nay thế giới điện thoại cổ.com xin giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm camera hành trình chất lượng 4K. Thì trên tay mình đang cầm đây là một siêu phẩm camera hành trình 4K trên Sportcam. Đây là vỏ bọc của chiếc camera hành trình mình đang giới thiệu đến các bạn nha. Sport HD DV. Và mình xin giới thiệu sơ qua về những tính năng nổi trội của chiếc camera hành trình này. Đó là có chức năng wireless Wi-Fi, Full HD siêu nét và hỗ trợ đèn LED phát sáng. Đây là những thông tin của chiếc camera hành trình này. Và độ băng giải là 2M, 5M, 8M và 12M. Và góc quay nó là 170 độ. Màn hình thì 2 inch nha. Và dung lượng pin này cũng tương đối là cao, 900mAh, với thời gian quay là liên tục là 1,5 giờ, là 1 giờ rưỡi. Và cái camera này thì có cả cổng HDMI. Nó hỗ trợ ngôn ngữ như là tiếng Anh, Ý, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. Và đây mình sẽ phối hợp nó ra như thế này. Và một điều đặc biệt, nó có cả remote điều khiển, chúng ta có thể chụp hình được, quay phim được bằng remote. Rất là tiện lợi cho chúng ta thao tác và sử dụng. Đây, đây là tất cả những gì đồ chơi đi kèm nữa đây. Các bạn có tha hồ và thiết kế vào nón, vào tay, vào gì cũng được, vào cổ xe. Dây đeo tay cũng được nè, các bạn có thể đeo nó vào tay cũng được nè. Đây là bản giới thiệu chức năng các phím của chiếc camera hành trình này. Thì tiếp theo là mình sẽ bắt đầu khui hộp bọc bảo vệ chống nước ra từ bên trong để chúng ta coi trực tiếp cái camera này nó như thế nào ha. Đó, gạt qua vải, giữ luôn, dỡ lên ra. Thì chúng ta đã khui được hộp ra và lấy camera ra ngoài. Thì chiếc camera nó như thế này thôi. Thì cấu tạo nó như sau, gồm có nút power, nút nguồn, chế độ luôn ở đây. Và cổng USB, và cổng HD out, và khe cắm thẻ nhớ micro SD, mic thoại, nút chụp. Chúng ta thử mở nguồn lại nha. Mình cũng nhân tiện đây mình giới thiệu luôn một dòng sản phẩm, đó là dòng camera hành trình, nhưng mà đó là Full HD 1.0 và phụ kiện đồ chơi đi kèm có phải ít hơn. Và độ sâu dưới nước thì cũng như nhau, cũng ngang ngửa dưới kia 30m. Loại này thì rẻ, chứ thành rẻ gần hơn một nửa dưới cái kia. Cái này ví dụ như 3.600, thì cái này là giá nó là hiện tại bên thời điểm này là 300.000, thời điểm mình đang quay clip này là 300.000 một cái. Còn giá của sản phẩm này thời điểm mình đang quay là 600.000 một cái. Giá thay đổi mỗi ngày nên các bạn để muốn biết chính xác giá nhất thì hãy liên hệ để mình cập nhật giá mới nhất. Lại không lấy, lại không ghé. Sẽ